quan trọng là ở trên thôi, hồi trước cũng không quan trọng. Chứ không có đèn cũng trắng. Nói dưỡng sinh thì quan trọng nhất là phải chuyển qua gạo lứt. Chứ không dùng đường trắng, dùng đường vàng, đường nâu, đường nói chung là đường nguyên chất. Còn đường trắng là phải dùng hóa chất tẩy trắng, cái giảm thịt cá trứng và sữa động vật. Rồi ăn đúng theo lối dưỡng sinh là đảm bảo là mình không có bị thừa cân được, lâu dài mình không có sợ bị các bệnh như tim mạch, tiểu đường, đau cá mình cũng không chết. Nằm 2 tiếng vậy xong rồi thấy cái máng tẩy ra, mình chà rửa cái máng tẩy bằng mình chải răng cho sạch để mình giữ lại, để vô cái hầm cao để mình giữ lại, để xúc miệng, xúc miệng bằng nước muối. Có cần nó lăn lại không? Đánh răng cũng được, nhưng mà xúc miệng bằng nước muối sinh lý cũng được. Cái bông gòn này khi nào mà nước bọt ra thì để bông gòn vô thấm. Ngậm 2 tiếng, mình gòn ngậm 2 tiếng tác dụng cho lâu. Quan trọng là mình ăn uống và những gì sinh răng miệng cẩn thận là răng mình lâu dài.